Ngày 26 tháng 8 năm 2014, Narat chính thức được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp, người phụ nữ đầu tiên cũng là người Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử chính trị Pháp giữ cương vị này. Narat được báo chí quốc tế gọi là gương mặt mới của nước Pháp, tiêu biểu cho tinh thần của một đất nước đang có nhiều đổi mới. Để có được những thành công như hiện tại, nữ bộ trưởng luôn giữ phương châm sống, dung hòa với những thứ không thể hòa hợp. Hành trình trở thành người phụ nữ quyền lực và có tầm ảnh hưởng bậc nhất của Narat không hề dễ dàng. Ngay từ thuở bé cho đến khi bước chân vào chính trường khắc nghiệt, mọi chuyện luôn không hề suôn sẻ. Narat bị bao vây bởi những bình luận phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính cùng những tin đồn ác ý. Thậm chí vì là người Hồi giáo nhập cư, bà còn bị công kích là mối nguy hại cho đất nước. Nhưng với phương châm sống của mình, cô luôn xuất hiện với khuôn mặt và nụ cười rạng ngời đầy sức sống. Làm việc tại nơi mà dường như chỉ dành cho những người đàn ông da trắng, Narat vẫn tự tin dùng tiếng nói và quyền lực của mình để ủng hộ công bằng cũng như thúc đẩy nền giáo dục Pháp. Với những thành công như hiện tại, có lẽ mọi sự cố gắng của Narat trong quá khứ là hoàn toàn xứng đáng. Bởi không có sự thành công nào mà không đánh đổi bằng khó khăn, thử thách. Hy vọng câu chuyện mà nhóm mình mang đến ngày hôm nay một phần nào đó thúc đẩy ý chí, nghị lực vươn lên của các bạn. Dẫu trên con đường đi đến thành công sẽ có những lúc vấp ngã, bất lực trước khó khăn, nhưng hãy tin rằng thành công không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Hãy nắm lấy cơ hội, vì tất cả cuộc đời là cơ hội. Xa nhất là người sẵn sàng hành động và chấp nhận thách thức.